Sacos, wherever you go. Sacos, thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ. Chào mừng các bạn đang đến với chương trình Thử thách bất ngờ. Chương trình Thử thách bất ngờ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Bi được phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ sáu lúc 21:15 trên kênh HTV9 và xin được cảm ơn nhãn hàng vali, ba lô, túi xách cao cấp Sacos đã đồng hành cùng chúng tôi. Và kính thưa quý vị, cho dù là văn nói hay là văn viết thì ngôn ngữ tiếng Việt vẫn luôn giữ những vai trò vô cùng quan trọng kết nối mọi người lại với nhau. Và đôi khi là có những từ mà trong cuộc sống chúng ta sử dụng hàng ngày nhưng mà nhiều khi là không đúng ngữ pháp nè, không đúng chính tả mà chúng ta không nhận ra điều đó. Cho nên là chương trình cũng sẽ là một cái thử sức nho nhỏ của mọi người để mọi người có thể ôm lại kiến thức từ vựng tiếng Việt của chúng ta. Và chương trình Thử thách bất ngờ là một sân chơi vô cùng mới lạ. Chúng ta sẽ thử thách 4 người chơi của chương trình để họ cùng vượt qua những thử thách và giành lấy giải thưởng 45 triệu đồng. Và ngay bây giờ thì không để mọi người chờ lâu nữa, chúng ta hãy xem hôm nay ai tham gia chương trình đây ta. Và đầu tiên xin mời diễn viên Hồ Bích Trâm. Và tiếp theo xin mời diễn viên Quách Ngọc Tuyên. Hello. Và xin mời ca sĩ Vũ Duy Linh. Không ai tính đứng gần chị Vi hết trơn á. Ủa sao kỳ quá vậy. Và cô gái phiên dịch viên vô cùng xinh đẹp Trần Thanh Hương. Hương ơi, Hương qua đây luôn, qua đây luôn, qua đây luôn, qua đây luôn, chị. Qua đây luôn. Ủa, MC đâu? Sao vậy mọi người? Vậy là chia phe vậy luôn phải không? Dạ. Nhưng mà người ra đề là em đó nha. Người ra đề là em, bây giờ có ai theo phe em không? Dạ không em luôn. Không luôn. Thôi mình phe nữ đi chị. Không, thật ra là MC quan trọng lắm anh à. Không có MC là không được đâu ạ. Trời ơi, hôm nay là một bên là chiếu chiếu nè. Đỏ rực rỡ luôn. Phiên dịch viên Trần Thanh Hương của chúng ta cũng rất là xinh xắn. Hương ơi, bình thường là mình là phiên dịch viên thì chủ yếu là ngôn ngữ gì bạn ha? Dạ em làm phiên dịch tiếng Anh ạ. Ồ, nếu mà ngôn ngữ tiếng Anh mà dịch qua tiếng Việt thì đôi khi là bạn có hay gặp những cái từ nào mà nó khó không? Tại vì chứ tiếng Việt của mình thì phong phú lắm. Dạ có ạ. Em đi gặp thì gặp rất là nhiều những trường hợp á mà em nghĩ hoài không biết cái từ đó phải nói như thế nào. Thì em luôn muốn nói giải thích cho khách hàng của mình những từ rõ nghĩa nhất, làm sao cho dễ hiểu nhất. Nếu mà như vậy là tiêu chí của chương trình chúng ta đang rất hợp với bạn Hương, hy vọng là bạn sẽ chiến thắng nha. Còn Duy Linh ơi, không biết là bình thường trong cuộc sống hàng ngày á, mình có gọi là bị sai chính tả rồi này kia nhiều lắm không? Chắc có lẽ là có, bởi vì tiếng Việt mình rất là phong phú và đa dạng và mình không tự tin rằng là mình biết hết tiếng Việt đâu ạ. Nhưng mà Vi được biết á là Linh xuất thân từ thầy giáo dạy văn. Wow. Đúng không? Em có... Thôi em thú nhận luôn đi ạ. Em có 10 năm đi dạy cấp 3. Trời ơi, 10 năm. Chứ hiện tại thì em đã chuyển sang làm ca sĩ rồi ạ. Và dòng nhạc của em đó chính là dòng nhạc âm hưởng dân ca. Hay là bây giờ mình quê hương lắm, mình hát trữ tình lắm. Nhẹ một câu đi, mình hát nhẹ một câu tặng cho khán giả đi. Vâng, xin tặng quý vị một điều lý rất là quen thuộc đó. Lý Chiêu Chiêu. Lý Chiêu Chiêu. Chiều chiều ra đứng tây lầu tây, tây lầu tây, thấy cô tan tình gánh nước, gánh nước, sao, gánh nước. Tưới cây ngô đồng, ai khiến xuôi trong lòng tôi thương. Cảm ơn quý vị ạ. Kính thưa quý vị, qua phần giao lưu nho nhỏ thì chúng ta cũng đã thấy là chương trình Thử thách bất ngờ hôm nay chắc chắn là sẽ rất là vui nhộn và thật là sôi động, đúng không nào? Và sẽ không để quý vị chờ lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng đầu tiên mang tên Biệt đội ngôn ngữ.
Vòng 1 có tên biệt đội ngôn ngữ. Người chơi tham gia một số thử thách để xem khả năng ngôn ngữ tiếng Việt của mình. Vòng này không tính điểm. Và sau vòng này, mỗi người chơi được tặng 10 điểm ngôn ngữ. Và bây giờ mình sẽ chơi nối chữ. Chắc là nối mọi chữ. Người đã rất là rành về cái nối chữ này rồi đúng không nào? Dạ. Đuôi của người này thì là đầu của người kia. Rồi, bây giờ từ đầu tiên nha. Màu đỏ. Đỏ thắm. Thắm tươi. Tươi xanh. Xanh rờn. Chết chưa? Chết rờn. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Rồi, Hương thua, xin mời Hương một bên. Anh chơi khó quá à. Và mọi người lưu ý nha, từ này phải là những từ có nghĩa. Ví dụ như danh từ, động từ, tính từ thì đó là những cái từ có nghĩa. Còn những từ cảm thán thì nó chỉ là cái cảm xúc bất ngờ để thốt lên những cái từ đó thì mình không có tính. Và bây giờ Vi sẽ đưa từ ra, đó là đi học. Học tập. Tập viết. Viết bản. Bản tên. Tên tôi. Không được. Trời ơi, cái gì vậy? 5 4 3 2 Tên. 1 Thua rồi. Đấy là loại. Loại. Và bây giờ còn 2 người thôi nha. Tiếp theo từ Vi đưa ra là dây chuyền. Chuyện gì trời, trời, chị đưa cái câu gì mà em chuyện chết. Chuyện không, chuyện chuyện từ của anh nãy giờ. Chuyện tay. Tay em. Tay em không được. Tay em giống như là tên tui vậy đó. Tay ta không được. Tay 5, 4, 3, 2, 1 hết giờ. Chị gian vậy, chị nhanh cái gì từ chứ. Thua. Vậy luôn hả? Tay chân. Ừ, tay chân. Ủa vậy là em thắng hả? Em thắng một cách ngoạn mục. Chị, vậy cầm tay em đưa lên nha. Bây giờ Hồ Bích Trâm là người chiến thắng. Và đầu tiên thì chương trình sẽ tặng bạn một món quà, đó chính là 10 điểm. Wow. Bây giờ em sẽ có thêm một quyền ưu tiên. Dạ. Đó là được đưa ra hình phạt cho ba bạn bên đây. Rồi giờ sao ta? Hình phạt gì bây giờ? Bây giờ cho một cái đoạn nhạc sôi nổi bất kỳ, xong rồi mọi người sẽ nhảy theo cái điều khiển của em. Rồi chuẩn bị. 3, 2, 1, nhạc. Rồi để làm cho mọi người khởi động một chút xíu thôi. Nhưng mà cả ba người chơi của chúng ta, các bạn cũng sẽ được nhận 10 điểm từ chương trình. Ủa gì gọi vậy? Và chúng ta đã trải qua một cái thử thách nho nhỏ để cho mọi người khởi động không khí một chút xíu. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2 của chương trình được mang tên Câu hỏi ngôn ngữ. Đã quay trở lại với vòng 2 của chương trình. Vòng 2 được mang tên Câu hỏi ngôn ngữ. Vòng 2 có tên Câu hỏi ngôn ngữ. Sẽ có 5 câu hỏi về chính tả và ngôn ngữ. Khi MC đọc câu hỏi, người chơi ghi đáp án vào bảng và đưa lên để trả lời. Với mỗi câu hỏi, người chơi có 20 giây để suy nghĩ và đưa ra đáp án. Cách tính điểm như sau: nếu đúng, số điểm được bảo toàn. Nếu sai hoặc không ghi kịp đáp án sẽ bị trừ 1 điểm. Và câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau: điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh hai thành ngữ sau. Chỉ một đường đi chấm chấm chấm. Chấm 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 tai trâu. 20 giây bắt đầu. Hai câu thì chỉ cần ghi đúng hai từ thôi. Mọi người tự lực cánh sinh nha. Không nhìn không copy bài nha. 10 giây cuối cùng. Hết giờ. Xin mời đáp án. Yeah yeah. Mời từng bạn sẽ đọc đáp án của mình. Tuyên trước nha. Anh Ngọc Tuyên. Chỉ một đường đi một nẻo. Cái thứ hai là đàn gãy tai trâu. Đáp án của em cũng là chỉ một đường đi một nẻo và đàn gãy tai trâu.
Chi Linh là chỉ một đường đi một nẻo. Mà quên mất đáp án của câu tiếp theo rồi. Thầy giáo nha, thầy giáo ơi. Trời ơi, vậy là không có đáp án câu tiếp theo rồi đúng không? Và xin mời Hồ Bích Trâm. Dạ, y vậy mà chỉ khác giống thôi à. Cái gãi của em là gãi ngứa. Như vậy thì chúng ta cũng đã thấy là đáp án rất là rõ ràng rồi đúng không nào? Chỉ một đường đi một nẻo. Và câu thứ hai đó chính là đàn gãy tay trâu. Và trong câu hỏi đầu tiên này thì có diễn viên Quách Ngọc Tuyên và bạn Thanh Hương đã trả lời đúng. Như vậy thì cả hai bạn đều bảo toàn được số điểm. Xin chúc mừng. Đó là Trâm thì bị sai chính tả, còn Duy Linh thì chưa có kịp ghi đáp án của câu tiếp theo, thiếu một từ cho nên là cả hai bị trừ một điểm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai. Trường hợp nào sau đây viết đúng chính tả khi nói về việc cùng hưởng, cùng chịu? A. San sẻ. B. San sẻ. C. San sẻ. D. San sẻ. 20 giây bắt đầu. Đang hoang mang không biết là hỏi cái gì đúng không? Không, anh hoang mang cái MV không thực tế. Tại sao? Hát về chôm chôm mà hoạt cảnh không có cây chôm chôm. Ủa, anh Tuyên em thấy là khúc đầu mới vô là có chôm chôm mà. Ủa có không? Vì người yêu thuở xưa đã chờ lại tìm nàng. Có mà. Tại nãy anh không có.
mình nhất luôn á. Tại sao anh không để ý? Hết giờ mới để ý. Hết giờ mới để ý. Chứ nãy giờ để ý cái gì? Để ý chữ liên hoan. Vậy chị hỏi em đi chị. Không. Không, hôm nay chị hỏi Hương. Cái từ này là bạn khẳng định là đúng chưa? Dạ đúng rồi. Và nếu cái từ sai hồi nãy là bạn thấy là từ gì? À là từ chân thôi chứ không có từ bánh nha. Em ghi vậy cho rõ nghĩa thôi chứ không phải là từ bánh cũng sai nha. Nghĩa là chỉ sai duy nhất cái từ chân thôi đúng không? À dạ đúng rồi. Thôi bây giờ Trâm nè, Trâm giải thích đi nè. Nãy em nhìn vô một cái là em thấy liền cái từ đó không? Không có, lúc đầu em nhìn vô em chưa thấy giống anh Tuyên luôn. Nhưng mà em đọc xong hồi cái em nhìn ra thấy mấy cô bé đang nói bánh chưng thì em nghĩ cái này là bánh chưng chứ không phải là chưng. Mọi người có chắc với đáp án của mọi người không? Chắc chắn. Chị bánh chưng giống ai bánh chưng. Em giải thích thêm ạ. Thì ở đây á, ngoài Bắc á, là sai. Ví dụ tên em là tên Linh thì người ta sẽ thay là Ninh ơi Ninh, có nghĩa là sai cái phần phụ âm đầu N với L. Thì tương tự bánh chưng với bánh trưng cũng là sai phụ âm đầu chữ CH với chữ TR. Cái này thầy biết giáo dạy văn 10 năm giải thích một cái là không cãi được luôn nha. Anh là bị em gạt đó. Làm sao em gạt? Em thòng thêm cái không có làm chi vậy? Em cố tình để cho anh sai mà. Thiệt luôn á. Vậy cuối cùng là anh đúng không? Không, anh sai. Anh vẫn sai nha anh Tuyên. Và trong câu hỏi này thì diễn viên Quách Ngọc Tuyên đã bị trừ 1 điểm và 3 người còn lại đều bảo toàn được số điểm. Xin chúc mừng. Hồi nãy giờ đơn giản quá đúng không? Bây giờ câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 5 này nha. Và câu hỏi số 5 có nội dung như sau. Xác định từ sai chính tả và sửa lại cho đúng. Nguyễn Văn Nam đã xuất sắc giành được suất học bổng năm 2020. 20 giây bắt đầu. Còn 10 giây. Xin mời đáp án. Anh sao anh e dèo quá vậy? Hồi nãy trong mày không có gài anh cái câu nào luôn á. Anh đang nghĩ chữ bổng dấu ngã với dấu hỏi hay là chữ dành, chỉ dành với là chỉ dành. Và Trâm. Dạ, lúc đầu là em đang bị hoang mang giữa cái mà xuất sắc với lại cái từ xuất. Đó là cứ tập trung vô đó thôi. Khi mà em đọc lại một hồi nữa thì em lại thấy chữ dành. Thì chữ dành nó tại vì em có ghi ra, em ghi ra theo cái kiểu giống như là nếu mà mình đọc trên đây thì mình sẽ không biết đâu, nhưng mình ghi ra thử là giống như những cái gì mà mình từng viết này kia. Em ghi ra thì cái học bổng đó là đúng nè, rồi cái xuất sắc đúng nè, rồi cái xuất học bổng cũng đúng luôn. Thì em đọc lại một lần nữa thì em thấy cái từ dành nó dành kỳ này kỳ, không phải là dành của cái từ này, cho nên em quyết định là từ dành mới đúng. Và xin được chúc mừng cả bốn bạn đều trả lời chính xác và bảo toàn được số điểm. Như vậy là sau vòng thi thứ hai, tổng kết số điểm của các thành viên như sau. Diễn viên Quách Ngọc Tuyên còn 9 điểm. Thanh Hương giữ trọn vẹn số điểm là 10 điểm. Duy Linh 8 điểm. Và Hồ Bích Trâm còn lại là 9 điểm. Có thể nói là chúng ta rất là xuất sắc đúng không? Hầu như là số điểm rất là cao. Và Hương ơi, đây là lần đầu tiên bạn tham gia, nhưng mà hồi nãy giờ là một mình bạn. Coi như là chiến thắng tuyệt đối, là đang bảo toàn số điểm đó. Cảm giác như thế nào? Dạ em cảm giác rất là vui ạ. Nhưng mà em thấy là tất cả mọi người ở đây đều ngang tài ngang sức, nên là mình chưa biết những vòng tiếp theo như thế nào. Em cảm thấy may mắn khi mình đã giành được điểm cao ở cái vòng vừa rồi. Biết đâu nhiều khi cái vòng sắp tới em chơi không lại thì thôi cũng tạm chấp nhận được. Anh nghĩ em nên nói thật lòng em đi. Nãy giờ là em copy bài anh đúng không? Đúng không? Dạ. Yeah. Còn anh Tuyên, em thấy sao mà gương mặt anh mỗi lần ra câu hỏi là anh đều quan mang hết á. Anh tập trung vậy? Tập trung. À, cái nét tập trung của anh là phải thể hiện cái sự quan mang như vậy hả? Đúng rồi. Như chứ nếu mà anh vui thì nó làm sao? Rất là vui vậy thì khi mà buồn là phải ngược lại vậy đó hả? Đúng rồi, cái biểu cảm anh lạ lùng lắm. Vậy bây giờ em thông báo với mọi người luôn nha, là cái vòng tiếp theo là một cái vòng rất là quan trọng. Vì nếu mà ai chiến thắng trong vòng đó thì sẽ có được giải thưởng là 5 triệu đồng. Và quan trọng đó là danh hiệu người hùng ngôn ngữ của chương trình. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với vòng 3 của chương trình mang tên là câu chuyện ngôn ngữ. Nhưng trước tiên hãy nghỉ giải lao trong vòng ít phút. Đừng rời khỏi màn hình và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay các bạn nhé. We'll be right back.
ơn các bạn đang quay trở lại với vòng 3 của chương trình có tên Câu chuyện ngôn ngữ. Vòng 3 với tên Câu chuyện ngôn ngữ. Vòng 3 chúng ta sẽ có 3 lượt chơi. Mỗi lượt người chơi được bốc thăm một tổ hợp âm tiết. Người chơi phải điền dấu thanh để biến chúng trở thành từ có nghĩa. Sau đó kể tiếp câu chuyện có ý liên kết từ câu mở đầu của chương trình. Mỗi lượt người chơi có 20 giây để đưa ra đáp án. Nếu sai hoặc không có nghĩa thì bị trừ 1 điểm. Nếu đúng thì bảo toàn được số điểm. Và hồi nãy thì Thanh Hương là người được số điểm cao nhất. Cho nên là Vi cũng có nói là bạn sẽ có một quyền ưu tiên. Là ở trong vòng này bạn sẽ được quyền quyết định thứ tự thi của những thành viên còn lại. Wow. Vậy đầu tiên em sẽ mời anh Tuyên thi trước. Sau đó sẽ đến anh Linh cho hai người đàn ông thi trước đi ha. Rồi đến em, rồi sau đó đến chị Trâm nha. Rồi bây giờ lượt đầu tiên xin mời mọi người bốc thăm. Và hiện tại thì trên tay các bạn đang có một phong bì. Và lưu ý là các bạn không được mở phong bì này ra. Và đến lượt thi của ai thì mới được mở phong bì nha. Và lượt đầu tiên của diễn viên Quách Ngọc Tuyên, xin mời anh mở phong bì. Thì cả ba bạn đó là Quách Ngọc Tuyên, Thanh Hương và Duy Linh đều bảo toàn được số điểm. Nhưng mà Hồ Bích Trâm rất tiếc là bạn đã bị trừ 1 điểm.
Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt thứ hai. Xin mời các bạn bốc thăm. Không, mấy đứa ơi, em đi anh bốc giùm cho. Em mình đổi lượt chơi đi. Bây giờ sẽ là lượt mới, sẽ là một câu mới hoàn toàn. Và anh cứ mở phong bì của anh ra trước. Ủa, đi anh nào. Anh là người đầu tiên nữa hả? Anh vẫn là người đầu tiên. Người đầu tiên mới xuống đó anh. Xin mời anh, 20 giây bắt đầu. Và 5 giây cuối cùng. Tần tảo, tảo ngã, tảo hỏi nè. Và xin mời anh đọc đáp án của mình. Tần tảo. Tần tảo. Và bây giờ thì Vi sẽ bắt đầu câu chuyện của mình như sau. Nhi rất mệt vì phải làm bài tập. Nhi rất mệt. Nhi rất mệt vì phải làm bài tập. Bài tập làm cho Nhi phải tần tảo sớm hôm. Anh chốt đáp án chưa? Chưa chốt. Ủa? 5 giây cuối cùng. Nhi rất mệt vì phải làm bài tập. Mẹ Nhi thì tần tảo lo công việc nhà. Tần tảo mà lo công việc nhà. Tưởng đâu gì kinh khủng lắm cuối cùng. Rồi, anh chốt đáp án nha. Ok. Tiếp theo, mời Duy Linh. Và xin mời 20 giây của bạn. Và đáp án của bạn là? Dài dòng. Dài dòng. Và để nối tiếp câu chuyện người mẹ tần tảo thì câu chuyện của bạn sẽ là? Vì bài tập văn khá dài dòng nhưng thương mẹ tần tảo nên Nhi phải cố gắng nỗ lực hết mình. Rồi, chốt đáp án. Và xin mời Thanh Hương. Và 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Năm giây cuối cùng. 5, 4, 3, 2, 1. Và xin mời bạn đọc đáp án. Dạ, đáp án của em là màu mè. Màu mè. Và tiếp nối câu chuyện. Văn của Nhi không màu mè. Văn của Nhi rất xúc tích và cô động. Và Hồ Bích Trâm, bạn có thể kết câu chuyện ở đây. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Mười giây cuối cùng. Có đáp án luôn rồi, lật lên luôn đi em. Và đáp án của em là bực mình. Và câu chuyện tiếp nối sẽ là Nhi đưa bài văn cho mẹ đọc nhưng mẹ lại cảm thấy rất là bực mình vì bài văn không được hay cho lắm. Ok. Và đã là lượt thứ hai rồi. Thì với câu sử dụng từ là dài dòng thì Linh đã không sử dụng đúng trong ngữ cảnh, cho nên là Linh sẽ bị trừ một điểm và ba bạn còn lại đều bảo toàn được số điểm. Bây giờ còn một lượt cuối cùng. Và vẫn là những vị trí đó. Hồi nãy giờ mình có cảm thấy hài lòng với vị trí của mình chưa? Dạ không chị ơi, em tự đào hố cho mình rồi. Chị em hốt cú chót là em với người mệt nhất đây nè. Rồi, bây giờ Vi coi như là lại thêm một quyền ưu tiên cho Hương nữa. Dạ, vậy nếu vậy bây giờ em sẽ đào cho lại cho chị Bích Trâm nha. Em sẽ cho chị đi đầu tiên, cho chị dễ nhất. Xong đến lượt em, rồi sau đó đến Linh, rồi cuối cùng là đến người dụ con nít với chị Vi. Có nghĩa là cái vị trí đổi ngược đúng không? Và xin mời bốn bạn cùng bốc thăm. Quá ưu tiên chơi lượt thứ ba này rồi đúng không nào? Bây giờ Hồ Bích Trâm chơi đầu chưa chắc là đã đúng rồi. Hơn xưa. Bây giờ cái câu này là một cái câu khác rồi à. Và xin mời 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Quan trọng là còn phải phụ thuộc vào câu mở đầu của Vi nữa nha. Năm, bốn, ba,
Hết giờ. Xin mời bạn đọc đáp án. Đáp án của em là mạnh mẽ. Và bây giờ thì câu đầu tiên của Vy như sau. Vĩ rất thích ăn trái cây. Dạ rồi. Đáp án của em là Vĩ là một người rất thích ăn trái cây có gai ở bên ngoài, vì Vĩ là một người rất là mạnh mẽ. Và vị trí tiếp theo, xin mời bạn Hương. Và 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Năm, bốn, hết giờ. Xin mời bạn đọc đáp án. Dạ, đáp án của em là Tuấn Tú. Tuấn Tú. Và để nối tiếp câu chuyện ăn trái cây của Trâm, câu chuyện nó là như sau. Trời đã đãi ngộ cho Vĩ một vẻ ngoài Tuấn Tú cho tương xứng với lại cái tính cách mạnh mẽ bên trong. Cũng hợp lý. Tiếp theo, Duy Linh. Và 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời đáp án của bạn. Đáp án của em đó chính là sung sướng. Sung sướng. Như vậy thì câu chuyện của bạn sẽ là: hôm nay Vĩ rất sung sướng khi vào phòng tập, ai cũng khen mình ngoại hình đẹp. Ngoại hình đẹp. Xin mời anh Tuyên. Và 20 giây của anh bắt đầu. Đáp án của Tuyên là da cam. Và để nói tiếp câu chuyện ở trong phòng tập thể thao. Sau khi tập thể thao về thì Vĩ tiếp tục cuộc sống hàng ngày của mình. Vĩ đi cùng với các bạn trong nhóm từ thiện để thăm nhóm trẻ em nhiễm chất độc màu da cam. Trời, anh ảnh hoàn hảo quá chị ơi. Cũng hợp lý, nhưng mà đó là mình thấy hợp lý thôi. Như ban cố vấn ngôn ngữ có thấy hợp lý hay không? Và với lượt thứ 3 thì xin chúc mừng cả 4 bạn đều bảo toàn được số điểm của mình. Qua những vòng vừa rồi, chúng ta thấy là có những từ ngữ mà mình nghĩ là mình đưa vào câu là đã đúng rồi, nhưng mà không được ban cố vấn chấp nhận. Như vậy thì nó sai ở đâu và phải sử dụng như thế nào cho đúng? Thì ngay bây giờ các bạn sẽ cùng lắng nghe ý kiến của ban cố vấn ngôn ngữ các bạn nhé. Tần tảo nó là một cái từ mà để chỉ sự vất vả, lo toan, quán xuyến hết mọi việc để chăm sóc cho gia đình. Và cái từ này hợp với nghĩa vụ của người phụ nữ. Như vậy thì khi bạn dùng cái từ rất hay, cái từ dài dòng nó không phù hợp với cái ta ghép vào cái bài tập dài dòng. Ở đó thì bài tập dài hoặc là nhiều thôi. Dài dòng có nghĩa là chúng ta diễn đạt, tức là chúng ta nói hoặc là viết một cách nó rườm rà nhưng mà nó vô ích. Thế thì khi mà gắn với từ bài tập nó không có hợp cái nghĩa. Tức là có thể dùng là bài tập dài hoặc là bài tập nhiều thì nó sẽ phù hợp hơn. Cái từ màu mè ở đây thì mình dùng được, tại vì ý người ta muốn nhấn mạnh cái cách mà chúng ta phô bày nhiều mặt hình thức. Chứ ở đây màu mè mình không có hiểu theo cái nghĩa là chỉ có hình thức mà không có thực tâm với cái cách cư xử. Từ bực mình là một từ cũng hợp lý, vì nó bày tỏ cái thái độ không vui, không hài lòng về một cái điều gì đó. Như vậy thì có thể hiểu ở đây là mẹ chưa có một cái thái độ thích vui với lại cái bài văn của bạn Nhi đó. Thì như vậy thì chúng ta dùng cái từ bực mình ra đây, cái ngữ cảnh nó cũng là hợp lý. Qua 3 vòng thi của chúng ta thì số điểm của các thành viên như sau. Diễn viên Quách Ngọc Tuyên vẫn giữ nguyên số điểm là 9 điểm. Bạn Thanh Hương vẫn rất xuất sắc, vẫn giữ số điểm là 10 điểm. Vũ Duy Linh, bạn đang còn lại số điểm là 7 điểm. Và Hồ Bích Trâm, bạn đang còn lại 8 điểm. Và chúng ta đã tìm được người hùng ngôn ngữ của chương trình. Và phần thưởng dành cho bạn sẽ là kỷ niệm chương 5 triệu đồng cùng với một phần quà của nhà tài trợ. Xin chúc mừng bạn. Trước khi đến với vòng 4 của chương trình, chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong ít phút và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay các bạn nhé.
trở lại với vòng 4 của chương trình được mang tên Thử thách bất ngờ. Vòng 4 có tên Thử thách bất ngờ, có 3 từ ngữ. Người chơi phải giải nghĩa đoán từ. Người thứ nhất và người thứ hai đứng đối diện nhau, có nhiệm vụ gợi ý từ ngữ. Thời gian là 20 giây. Người thứ ba đứng vị trí quay lưng lại, có nhiệm vụ đoán từ ngữ và diễn tả cho người thứ tư với thời gian là 20 giây. Người thứ tư phải viết lại từ ngữ của chương trình cho đúng chính tả với thời gian cũng là 20 giây. Tổng thời gian cho mỗi từ ngữ là 60 giây. Nếu đúng được từ số 1 là 10 triệu đồng, từ ngữ số 2 cũng là 10 triệu đồng, từ ngữ số 3 10 triệu đồng. Nhưng nếu bạn đúng cả 3 từ ngữ thì sẽ được thêm 10 triệu đồng. Như vậy tổng giải thưởng của vòng 4 lên đến 40 triệu đồng. Và chương trình của chúng ta hồi nãy giờ là mọi người là đối thủ với nhau, nhưng bây giờ mọi người sẽ là đồng đội với nhau nha. Bây giờ thì các bạn sẽ chia vị trí như thế nào đây ạ? Mình đã thảo luận chưa? Xin mời. Em với lại anh là số 1, số 2. Và xin mời bạn vị trí. Và xin mời bạn đeo tai phone. Và đầu tiên thì từ của chúng ta đó chính là... Rồi, 20 giây bắt đầu. Có hai từ, nó trái ngược với lại cái sự mà... Duy Linh. Trái ngược với vui sướng. Xin mời Trâm. Mang tính chất của một con hổ trong rừng. Xin mời Trâm. Là hiểu rồi đó, hai từ. Mang tính chất của một con hổ trong rừng. 5 giây cuối cùng. Nói chung là một con rổ trong rừng. Giống như hồi nãy anh mới vừa dạy hết giờ. Em thấy là anh Tuyên vẫn còn hoang mang lắm. Anh còn chưa biết từ gì nữa mà. Trời ơi. Và bây giờ 20 giây dành cho anh Tuyên bắt đầu. Hai từ. Tiếp. Bực mình, tức giận, hung hăng. Em chưa hiểu gì luôn đúng không? Năm giây cuối cùng. Xin mời bạn quay vào trong. Bạn có 20 giây. Mười giây cuối cùng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt thứ hai. Không biết là ở lượt này các bạn có muốn đổi vị trí không ạ? Anh có muốn vị trí em không? Em vị trí anh cho. Chơi không? Thử đi cho nó mới lạ chứ. Đúng rồi, cho nó lạ lẫm một tí. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt thứ hai. Đây sẽ là từ chương trình dành cho các bạn. Wow. 20 giây bắt đầu. Hai cái từ đây nằm ở trên bảng. Em là... mới ghi đó luôn á. Và chị ơi, chị tả làm sao cho anh Tuyên biết là hai cái từ đó. Mời lên cho nó. Em là người vừa ghi từ đó, bây giờ hãy truyền đạt lại đúng từ đó giùm anh. Rồi, bây giờ chị chỉ nói với anh Tuyên là chị chỉ bắn vô cái bảng đó cho em là đúng. Dùng bằng mọi cách để anh ghi đúng từ đó. Hai từ hết em giờ. Mới ghi. Em tin là anh sẽ có ngoạn mục ở trong lượt này. 20 giây bắt đầu. Y chang. Động từ. Y chang. Trên bảng. Động từ. Không lẽ là nói chuyện? Không được trả lời, không được nói đúng hay gì y hết chang. Không được hỏi nha. Trên bảng. Động từ. 5 giây cuối cùng. Chị ơi, chị nói tiếp đi. Và bây giờ từ số 3 các bạn có đổi vị trí nữa không ạ? Dạ, cho em đổi vị trí không? Đổi không? Đổi thử nha. Và đây là từ thứ 3 mà chương trình dành cho các bạn. 20 giây bắt đầu. Hai cái từ này là từ lái nha. Chữ đầu là... Không được nói chữ đầu. Cảm giác của cái một người mà giống như người mẹ nha. Mời Hương. Nó là tính từ hoặc là trạng từ cũng được. Nó cái từ đầu tiên được không? 5 giây cảm cuối giác cùng. Của mẹ khi mà có thể là bị mất con. Từ đó không biết là cái gì luôn á. Linh hồi nãy giờ Linh cảm nhận được gì chưa? Hết nhạc rồi. Dạ em nghe bạn này có hai cái em chú ý ạ. Và bây giờ 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Động từ, tính từ hay danh từ? Bạn phải nói chứ, bạn đâu diễn tả không vậy? Từ lái. Hai từ. Ba. Bộ phận. Cơ thể. Lấy. Trên cùng. Ừ.
Rồi sao, rồi sao? Hết giờ rồi. Và bây giờ sẽ là 20 giây dành cho anh, bắt đầu. Không, không được quay ra, không được quay ra. Khó chịu. Ba bộ phận cơ thể. Thời gian đang trôi qua. Và xin mời cả bốn thành viên của chúng ta. Mọi người có thấy khó lắm không? Rất khó. Dạ khó à. Nhưng mà may mắn đúng không? Là ngay từ đầu tiên là Hương lại ghi là la hét. Cho nên là mọi người nó trùng trùng với đáp án tiếp theo đúng sao không? Sao mà nó trùng cũng hay ghê luôn. Nhưng mà chưa chắc trong đây là la hét nha. Ờ à, đúng rồi. Chưa chắc nha. Đồng đó. Đội chắc rồi. Đồng đội chắc rồi, đúng rồi. Và từ đầu tiên mà chương trình đưa ra đó chính là giận dữ. Và từ tiếp theo thì các bạn đã coi như là được đồng đội mình khẳng định luôn rồi, đó chính là la hét. Và với đáp án chính xác này thì các bạn đã được 10 triệu đồng. Wow. Và từ thứ ba đó chính là đau đấu. Wow. Nhưng mà theo như diễn tả của Linh hồi nãy là đau đầu đúng không? Bạn đây nè, bạn đây cái đó rút ruột rút gan nè. Ủa thì là đau đấu chứ gì nữa. Thật suy nghĩ là bằng cái đầu. Còn cái đây rút ruột rút gan thì đâu. Mà ba bộ phận là sao? Thì cho ông biết đây, em có nói là bộ phận trên cùng là cái đầu. Em có chỉ mà cái bụng là ở giữa, cái chân, cái đầu. Thì ba bộ phận khác nhau. Nghĩ là đau đầu chứ đâu có nghĩ là đau đấu. Nghĩ là đau đầu. Suy nghĩ là đau không diễn. Ui da. Ui da. Đáp án sai luôn. Đáp án là đau đấu, ai biết. Đau đấu. Trâm ơi, hồi nãy là lúc mà em đứng ở vị trí này phải có một cái nhiệm vụ là phải diễn tả ra như vậy mà thấy đồng đội mình ghi sai, bức xúc quá hả? Dạ không, không có gì bức xúc đâu. Tại vì cái người đầu tiên, cái người diễn tả rất là quan trọng. Nếu như mà mình diễn tả không đúng thì cái người thứ ba này nè là người ta sẽ nghĩ ra một cái câu khác rồi. Và khi mà ở câu số 3 này đã sai rồi thì xác định là nói cho các bạn cuối cùng kia chắc chắn là sai luôn. Cho nên là hai cái người ở trên đầu là rất là quan trọng. Chứ không phải là tưởng là mình được nhìn thấy chữ là mình thấy dễ đâu. Nhưng mà mình truyền đạt lại làm sao để cho người ta hiểu, để người ta ghi ra giống như cái ý của mình thì lại rất là khó. Nhưng mà không sao, bây giờ thì chúng ta cũng đã vượt qua được vòng cuối cùng của chương trình. Và các bạn đã có được số tiền đó là 10 triệu đồng, xin chúc mừng. Và chúng ta đã trải qua cả 4 vòng thi của chương trình Thử Thách Bất Ngờ. Và phần thưởng này chắc chắn là phải dành cho cô gái rất tuyệt vời của chúng ta. Đã có số điểm rất trọn vẹn, đó là 10 điểm, đó là bạn Trần Thanh Hương. Lần đầu tiên được tham gia game show mà còn được giải thưởng nữa thì cảm giác của Hương như thế nào? Em rất là vui. Hôm nay được tham gia chương trình này, được gặp anh Tuyên và chị Trâm, cũng như anh Linh và chị Tường Vy. Thì rất là may mắn được giành được giải thưởng. Thì em cảm thấy yêu tiếng Việt nhiều hơn nữa. Dạ, em cảm ơn. Và hy vọng là sau chương trình này thì các bạn đã có thêm được nhiều từ ngữ mới trong kho từ điển của mình nha. Và xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Thử Thách Bất Ngờ. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào lúc 21:15 tối thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Và xin được cảm ơn nhãn hàng vali, ba lô, túi sách cao cấp Sacoste đã đồng hành cùng chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Sacoste, wherever you go. Sacoste, thương hiệu vali, ba lô, túi sách cao cấp từ Mỹ.